Hello anh em. Lại là 795, lại là vấn đề cũ. Hôm nay mình tiếp tục quay cho anh em cái trường hợp mà bị anh em chạy mà thấy bị cạy vô nè. Cạy vô cái gấp á. Anh em để ý chắc chắn á, một là ráp cái nhông bị ngược, hai là bị hư cái khoe. Thì trường hợp này là bị hư khoe, chạy cũng muốn mòn hết gấp. Anh em nhớ để ý nha. Thì con xe này qua bên mình thì tình trạng này thì mình thấy mình chạy mình test thử thì mình thấy nó bị sạc một bên, nó bị xỉa một bên rất là nặng. Thì mình kiểm tra bật đạn thì nó hư bật đạn rồi anh em. Mình mở ra để mình kiểm tra lại cái bình này, mình nhìn dưới là mình thấy không có đúng rồi. Mình mở kiểm tra xem sao. Mình nói với anh em rất là nhiều lần, bình không phải là cứ đúng kích thước là gắn vô. Cái bình nó thiết kế cho xe nhỏ có xe mô tô có, nó cùng kích thước thôi. Rồi nhiều người cứ 12V là gắn vô, thì mình hỏi anh em bình nào chả 12V. Nhưng mà nói 12V cũng không đúng nữa. Nếu mà cái bình nó còn tốt á, nó phải 12V8, 12V9. Còn nếu mà cái bình mô tô này nè còn tốt á, nó tới 13V, 13V1, 13V2. Bình pin nó cũng vậy, toàn là 13V2 rồi thôi, chứ nó không phải là 12V đâu. Đó. Rồi ampere. Ampere là một cái dung lượng thôi. Còn cái dòng xả nữa, cái dòng xả là cực kỳ quan trọng cho cái chiếc mô tô. Cái trên mỗi một cái dòng xe thì họ sẽ có một cái bình và một cái nguồn năng lượng để cung ứng cho tất cả các thiết bị sử dụng điện trên cái xe đó, và nó sẽ đồng bộ với cái mâm lửa và sạc đó, để nó sạc sạc vào cái bình đó, nó ổn định. Thì nếu mà mình đi đúng cái đồ á thì mình sẽ xài được lâu bền, không bị hư những cái thiết bị điện cũng như là mâm lửa và sạc nếu mình đi đúng cái bình. Kèm theo nếu mà bình ví dụ như mà nó cũ mình không thay, nó bị yếu dòng xả đi, nó phóng cái nguồn điện không đủ thì nó hay bị chả đề, nó bị giật, nó hư cục đề hoặc nó hư cái bộ bi đề. Mà bộ bi đề thì không có rẻ à, mình báo anh em vậy. Bộ bi đề một số xe rất là đắt à. Thì một số cái trường hợp nó bình thường như vậy thôi, thì cái máy xe này mình chạy mình thấy nó còn ok, nên là mình không có tư vấn cho khách là làm cái bên trong xe. Mình chỉ kiểm tra bình và dàn chân, tại vì dàn chân đi nó kỳ cục lắm. Chứ lại kiểm tra bánh nó mềm quá sao nha em, cân lại bánh đó nha. Rồi hôm nay mình xử lý luôn cho một anh rất là đam mê ha. Xe này giống như xe kỷ niệm của ảnh. Ảnh đi 4 tiệm mà 4 tiệm giải quyết cái vấn đề cái nồi của ảnh không hết đó. Thì thay đủ kiểu hết rồi mà không hết. Thì tới mình thì mình mở ra mình thấy lá bố và lá sắt còn rất là đẹp nha. À, giờ mình chỉ kiểm tra lại coi nó bị cong hay không thôi. Nó không cong thì để lại xài. Vấn đề nó đang bị hư cái bộ đế nồi và chuồng heo, mình đã mang đi xử lý rồi đó. Thì mình cũng báo với ảnh cái xử lý như vậy nó sẽ đi được một khoảng thời gian, nhưng mà nó không cái bằng cái thời gian của cái nồi zin. Tuổi thọ của nó đã bị phá rồi à, nó hư, nó lỏng ắc ế cái ắc rế rồi luôn rồi. Thì mình chỉ thay thế ắc và làm lại cái phần chuồng heo. Thì ví dụ như cái bộ nồi nó đi được khoảng 60-70 ngàn, thì cái bộ nồi mình làm lại dựa trên cái đồ hư đó thì cũng được khoảng 30 ngàn đó, trên dưới tùy theo cường độ chạy đó. Thì mình báo anh nó vậy, mình không phải thay thì lâu dài hơn. Một người thợ giải quyết cái vấn đề biết được khoảng bao lâu tầm chừng được, chứ không phải là thay vô lúc này được cái về 2-3 bữa 1 tháng sau không được cái lên làm lại tiếp đó, không phải vậy. Đưa cho người ta một cái hướng đi và cho một khoảng thời gian nhất định đó. Xe thì thay mặt đạn bánh sau thôi, từ từ mình mới xong cái sau mình mới làm trước. Và một con xe này ở dưới Cần Giờ thì không biết sao ảnh đi làm gì đó mà giờ hết nổ luôn rồi, ngày mai mình mới xử lý được. Rồi tới đây là một con Ninja 400 thì mai mình mới làm. Chiếc xe này mua cái bộ nồi Banet bên mình, với lại
ảnh đi ráp một chỗ, rồi một chỗ gắn lên cái dàn BC 5 hay 3 dắt gì đó. Thì mình có nói gì ảnh bây giờ làm full mình mới làm, chứ mình làm một vấn đề mình không làm, tại vì xe nó có nhiều vấn đề lắm đó. Thì mai mốt mình cũng tư vấn ảnh, mai mốt anh đi làm chỗ nào anh nên làm một chỗ thôi. Giống như cái xe này lúc đầu mình từ chối làm, mình kêu ảnh qua cái chỗ ảnh đang làm để làm gì, để được bảo hành, chứ mình không có giành giật khách. Ở đây mình muốn cái điều gì nó cũng tốt nhất cho cái người khách hàng. Anh đang đã làm bên kia rồi, anh phải cho người ta xử lý cái vấn đề bị anh mang qua đó giùm em nha, vấn đề em bị sự cố để người ta giải quyết và khắc phục cho anh. Anh đi làm ở một chỗ mới thì chắc chắn anh phải tốn tiền thêm, và người ta không có chịu bảo hành được cho anh đâu. Và đừng bao giờ làm xe mỗi chỗ một chút, không bao giờ hiệu quả. Mình làm nên không đạt đó, không coi người ta giải quyết cái vấn đề tại sao nó không đạt như thế nào. Nếu anh em thỏa mãn thì tiếp tục, còn không thỏa mãn mình qua một cái chỗ khác để người ta làm lại cho mình đó, coi có đạt hay không đạt đó, nên như vậy. Rồi thêm một trường hợp khác, trường hợp này mình sẽ không có quay nguyên chiếc xe ha. Con này là CB4 đời cổ đó, bô này anh em thấy rồi, đang có nghi vấn là bị lột máy, bữa sau mình mở ra. Con này thì làm từ A tới Z điện luôn, dàn hơi đường nước luôn, tè le hột me luôn, sườn bấy bá hết luôn đó, câu quá trời câu. Ben sau của RCB, nhớ thay cái ben sau zin nha. Rồi BMW xong, GS bảo dưỡng lại cho ông anh trong hội. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em cần làm gì bữa nay mình cũng giải quyết, sáng giờ cũng được mấy chiếc, cũng chống bớt rồi đó. Baking tráng keo bình xăng hết à. Sáng giờ mình cũng giải quyết cũng được số chiếc xe ra cũng được 5-6 chiếc. Mình không tính mấy cái chiếc mà làm rửa xe hay lặt vặt, mình tính chiếc MT03 làm nồi hay nước vậy thôi đó. Anh em cần làm gì thì cứ báo trước mình. Nếu mà những anh em ở tỉnh không có thời gian lên thì mình có xe vận chuyển ha. Như mình đi giao tất cả các tỉnh thì cũng rất là lâu rồi đó, thì bán kính trong vòng 400 cây, hơn 400 cây anh em nên gửi tàu để được cái tiền chi phí nó sẽ rẻ hơn. Nếu mà trong vòng khoảng 600-700 cây đổ lại, mà nếu đi một lần 2 chiếc á, thì anh em cũng rất là tiện. Hoặc là 400 cây đổ lại đó, tùy anh em cảm thấy cái nào nó tiện, nó rẻ cho mình. Mình chở xe mình tính theo chuyến, 2 chiếc xe đi nó cũng một giá tiền, nhưng mà anh em chia đôi thì nó sẽ rẻ hơn cho anh em, tiện lợi hơn ha. Mình luôn tính cái cách tiện lợi cho khách, chứ không có phải bày vẽ ra để làm cái gì. Bất kỳ cái gì anh em thắc mắc gì cứ liên hệ trực tiếp với mình đó. Cảm ơn anh em rất là nhiều.